Dạ, em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Xin chào cả nhà, mình đã quay trở lại với kênh của Tài 66 nha. Thì hôm nay em có mặt tại nghĩa trang nghệ sĩ sau khi em chia sẻ mộ của nghệ sĩ nhân dân Thanh Tòng và mộ nghệ sĩ Thanh Nga. Thì cả nhà mình có một số cô chú anh chị đã yêu cầu em hãy chia sẻ mộ của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Thì hôm nay em đến chùa, gọi là chùa nghệ sĩ cả nhà, để chia sẻ cho cả nhà mình thấy rõ và chi tiết hơn về ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng tại đây ha. Thì ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng nằm phía sau của mấy cái bảo tháp của sư thầy ở trong chùa này nha cả nhà. Đây là mộ của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Cả nhà thấy rất là đẹp đúng không ạ? Có hoa, có đèn, có nhang đồ, phía trên thì cũng có những cái bông được trang trí rất là đẹp ở cả nhà. Đây, hiền thê đã cùng lập mộ với các con hay gì cả nhà. Ở trên mộ thì em thấy có mấy cái dòng chữ viết bằng bút xóa cả nhà, là không biết viết cái gì nhưng mà lâu nó bị bay màu hết rồi, em cũng không biết là viết cái gì. Chắc có lẽ là những tâm thư nó gửi đến cố nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Hai bên thì em thấy có những bài báo viết về nghệ sĩ Minh Phụng và những bài thơ nói về nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Phía bên đây thì nghệ sĩ Minh Phụng đang được an táng gần nghệ sĩ ưu tú Công Khanh và những nghệ sĩ khác nha cả nhà. Nằm ở một vị trí cũng tương đối là mát mẻ và cao ráo ha cả nhà. Đây, cả nhà nhìn kỹ ha. Đây là có nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Thì nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng sinh ngày 16 tháng 9 năm 1944 hay cả nhà, mất ngày 29 tháng 11 năm 2008. Ông là một nghệ sĩ cải lương nổi tiếng từ trước năm 1975 rồi cả nhà. Thì nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng được mệnh danh là hoàng tử sân khấu của cải lương Việt Nam mình á, với giọng hát rất là hay đúng không cả nhà. Nếu mà ai đã từng nghe qua rồi á thì giọng rất là cao, nghe rất là hay. Hôm nay em đến đây để chia sẻ cho cả nhà mình thấy mộ của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, cũng như là thắp nén hương, châm lại ly nước, lau dọn mộ cho nó tươm tắt sạch sẽ một xíu ha cả nhà. Đến đây thì ngoài tấm lòng ra thì em cũng có hồi hướng, cũng như là thắp hương hồi hướng cầu nguyện cho cố nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng được vãng sanh, được tăng phước báo, được ở bên Phật nghe kinh nha cả nhà. Đây cả nhà thấy nè, ở đây cũng có ghi số điện thoại của một vị khách nào đó và những bài thơ như thế nào nó bị bo bị chốc hết rồi cả nhà, em đọc không ra mà không biết là do tình cảm yêu quý như thế nào mà ghi thơ lên mộ như thế này nè, ghi thơ ghi văn gì lên mộ đó. Thì ở đây cũng có một chú cũng chia sẻ nè cả nhà. Chú hát chung với Giang Châu Giang Châu hả? Chú là nghệ sĩ luôn hả? Rồi đó chú là nghệ danh gì? không có là cái màn Kéo màn. À, nhưng mà trong ở chùa nghệ sĩ này là mười mấy năm rồi đó hả chú? 17 năm 17 năm. Ở đây thì có nghệ sĩ nào chứ, trong đây trong các nghệ sĩ mà như là chú Minh Phụng nè, Úc Chợ ở đây, Chợ Ôm, Lê Công Tuấn Anh, Lê Công Tuấn Anh. Dạ. Lê Vũ Cầu, rồi Lê Vũ Cầu. Dạ. chồng của Hồng Vân Dạ. á. Dạ. Quá nhiều chú ha. Thì lại có lẽ là chú ở đây chăm sóc mộ để biết rành nhiều lắm hả chú? Dạ. Chắc gì mà quay phim bên Mỹ mình biết mà Vậy hả? Dạ. chụp hình đó, Dạ. cái cũng quay phim đó, Dạ. cái máy này bên Mỹ biết. Dạ. Rồi. Rồi con cảm ơn chú nha, chúc chú nhiều sức khỏe. Mộ của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng á, thì được nằm phía sau những cái bảo tháp của các sư ở trong chùa. Đó. Cả nhà thấy không, nằm phía sau rất là mát ha. Và bây giờ em sẽ lau mộ ha cả nhà, lau mộ thắp hương cho có nghệ sĩ Minh Phụng và nói một sơ nét về nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng cho cả nhà được rõ nếu cả nhà mình chưa biết ha cả nhà. Em nói sơ sơ về cho cả nhà được nghe nha. Thì nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng tên thật là Ngô Văn Thiệu, còn cái tên khai sinh thì là Nguyễn Văn Hoài, sinh ngày 16 tháng 9 năm 1944 tại Mỹ Tho, là một người con trong một gia đình nghèo. Gia đình thì có 10 anh chị em.
Do vì quá đam mê giọng hát của nghệ sĩ Minh Cảnh mà nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng tự học cải lương cả nhà qua cái đài radio. Sau đó thì nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng được nghệ danh Tư Xưng ở Mỹ Tho dạy ca hát và theo nhịp đờn cả nhà. Thì nhân dịp đoàn cải lương Tăng Đô tập tuồng tại sân khấu Đình Điều Hòa, ông được soạn giả đó Hương Huyền Anh thử giọng ca và giới thiệu để bầu công tạo thu nhận ông vô đoàn ca hát và đặt tên cho nghệ danh là Tăng Tiến. Thì đó, thì ban đầu là nghệ danh của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng tên là Tăng Tiến cả nhà, nghệ danh là Tăng Tiến đó. Thì từ đó là Tăng Tiến đóng vai ông sư và vai đầu tiên trong trong cái tuồng là Bến Tang Thương, hát tại rạp Viễn Trường Mỹ Tho năm 1962. Sau đoàn hát Tăng Đô á, thì nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng đi hát ở các đoàn hát nhỏ khác như là đoàn Hoa Thảo, Hậu Tấn, đoàn hát Thanh Phương. Tại đoàn hát Thanh Phương thì lúc này á thì nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng mới bỏ nghệ danh Tăng Tiến, lấy tên hai đứa cháu của một người bạn tên là Minh và Phụng để làm nghệ danh là Minh Phụng. Đó, thì cái nghệ danh Minh Phụng thì được lấy từ đây cả nhà, là tên của hai đứa cháu một người bạn, một đứa tên Minh và một đứa tên Phụng ha cả nhà. Thì bây giờ nghệ danh được giữ đến bây giờ cả nhà. Sau khi em lau chùi quét dọn sơ sơ sạch sẽ rồi cả nhà, thì em cũng có thắp hương để cầu siêu và hồi hướng cho cố nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng được vãng sanh, nó được tăng phước báo, giảm được tội. Hy vọng là cố nghệ sĩ ưu tú của Minh Phụng được an lạc vui vẻ ở bên thế giới bên kia. Thì ở đây cũng có một cái bức tranh mà của một khán giả tặng nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng trong vai Âu Thiên Vũ cả nhà. Rất là hay, cái vở diễn đó rất là hay đúng không cả nhà? Ở đây có một cái bài thơ mà của một khán giả gì nè cả nhà, chùm thơ Minh Phụng Mỹ Châu Lệ Thủy, nó tặng và ghi trên phía bên tay trái của cái phần mộ bia của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Trời xanh ai kép đẹp trai, lại ban duyên lớn khó ai sánh bằng. 4 7 năm một dấu thăng, đi vào huyền thoại tài năng lưu truyền. Cùng thăng hoa ở Kim Trung, Mỹ Châu Minh Phụng sánh cùng bên nhau. 2 năm tuy ngắn nhưng sâu, đủ đưa tên tuổi đi sâu lòng người. Hợp đôi từ ấy lên ngôi, Minh Phụng Lệ Thủy thành đôi vẹn toàn. 8 năm sáng mãi sắc son. Thì đây, cả nhà xem lại ha. Sáng sớm nay á, thì có khán giả hay là người nhà gì á, cả nhà tới để viếng cố nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng, là em thấy có hoa tươi nè. Thì ly nước này nó dơ đó, em châm lại ly nước cho cố nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Thì cái mộ của cố nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng á, ở đây rất là cao ráo thoáng mát cả nhà. Đó là những cái gì mà em chia sẻ chi tiết ngôi mộ của nghệ sĩ ưu tú Minh Phụng. Mong là cả nhà yêu thương em hãy like, đăng ký kênh cũng như là chia sẻ video để em có động lực chia sẻ những video tiếp theo mà khán giả cũng như cả nhà mình, cô chú anh chị mình yêu cầu em quay ha. Em cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Em chúc cả nhà một ngày mới thành công trong công việc rồi luôn luôn bình an, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại những video mới của em nha.